Và một đoạn băng trên đài truyền hình Ukraine cho thấy một chiếc xe cứu thương với những nhân viên y tế điều trị cho những người dường như đã bị thương trong cuộc tấn công. Đến buổi chiều, có khoảng 150 người đứng bên ngoài nhà ga. Một số người đã quyên tiền cho những người đàn ông đeo mặt nạ và mặc trang phục quân đội. Một số người khác đã mang vỏ bánh xe đến để củng cố rào chắn. Hầu hết các cửa sổ ở mặt trước của tòa nhà đã bị phá vỡ, cổng của đồn cảnh sát đã bị hư hại. Những người biểu tình cũng đã đánh một người đàn ông đến từ vùng Donetsk sau khi ông này gọi những người đàn ông vũ trang bên trong đồn cảnh sát hoặc Livka là những kẻ chiếm đóng mặt từ khoa. Ông Vladimir cho biết ông ủng hộ quyền tự chủ nhiều hơn đối với các nhà chức trách mới tại Kiev mà ông cho là đã lên nắm quyền bất hợp pháp sau những tháng bất ổn và sự lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Nhưng khi quay về phía máy ảnh của Reuters, thì ông đã gọi những người đàn ông bên trong hoặc Livka là những kẻ chiếm đóng mặt từ khoa. Đám đông đã phản ứng giận dữ, đã đấm và đá ông ta. Những người ly khai thân Nga đang chiếm các tòa nhà chính phủ ở phía đông đã bất chấp một tối hậu thư của chính phủ ra lệnh cho họ phải rời khỏi các tòa nhà trước 9 giờ sáng hôm nay giờ địa phương. Quyền Tổng thống Ukraine ông Oleksandr Turchynov cũng đã nói về một cuộc trưng cầu dân ý về thể chế của Ukraine, một phần để đáp ứng yêu cầu của các khu vực phía đông, nơi có đa số dân chúng nói tiếng Nga, muốn có được quyền quyết định nhiều hơn trong các vấn đề địa phương của họ. Tổng cộng, những người ly khai đã chiếm các tòa nhà chính phủ và các cơ sở an ninh tại 10 thành phố ở phía đông của Ukraine.